Các loại thẻ tạm trú khi người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam mà cần phải biết. Đây là một chủ đề liên quan đến người nước ngoài sinh sống và ở tại Việt Nam. Thì những cái vấn đề sau đây mà các bạn là người nước ngoài thì chúng ta cần phải lưu ý, hay là những người thân thiết của mình là người nước ngoài thì cũng cần phải hết sức đảm bảo vấn đề này để tiện cho cơ quan quản lý theo dõi và tránh những rủi ro sau này xảy ra không đáng có nhé. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải làm rõ rằng vậy thẻ tạm trú là gì. Có lẽ chúng ta đã nghe quá nhiều tạm trú, tạm vắng hay là những giấy tờ khác có liên quan. Thế nhưng đã bao giờ các bạn hiểu chính xác về thẻ tạm trú là gì hay chưa? Cụ thể căn cứ theo điều 3 của luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú hay là quá cảnh thì có quy định như thế này. Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thế thị thực. Vậy người nước ngoài ở Việt Nam thì sẽ có những loại thẻ tạm trú nào mà họ cần phải lưu tâm? Căn cứ theo quy định của pháp luật thì hiện nay có rất nhiều loại thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam hay là thực hiện tạm trú tại Việt Nam. Thì bao gồm những loại thẻ như này, các bạn theo dõi trên màn hình nhé. Thứ nhất là thẻ có ký hiệu LV1 cấp cho người làm việc tại các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trực thuộc Trung ương khác. Thứ hai, thẻ có ký hiệu là LV2 cấp cho người làm việc tại các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, phòng thương mại và phòng công nghiệp Việt Nam. Thứ ba, ký hiệu LS cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Thứ ba, thẻ có ký hiệu là DT1 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên. Thẻ có ký hiệu là DT2 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc là đầu tư vào ngành nghề khuyến khích đầu tư phát triển do chính phủ quyết định. Thứ ba, thẻ có ký hiệu DT3 cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn giá trị từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng. Thẻ có ký hiệu là NN1 cấp cho người là trưởng văn phòng đại diện, dự án tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Thẻ có ký hiệu là NN2 cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam. Thẻ có ký hiệu là DH cấp cho người vào thực tập và học tập. Thẻ có ký hiệu là PP1 cấp cho phóng viên báo chí thường trú tại Việt Nam. Thẻ có ký hiệu là LD1 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Thẻ có ký hiệu là LD2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động. Bên cạnh đó thì vẫn còn những cái loại thẻ tạm trú khác, các bạn có thể theo dõi trên màn hình hoặc là xuống phần ở mô tả có phần link có liên quan đó thì các bạn có thể ấn vào hoặc là download về xem nhé. Và hy vọng rằng video này sẽ phần nào đó giúp ích cho bạn xem. Nếu như các bạn cần những dịch vụ liên quan đến người nước ngoài đang định cư tại Việt Nam và cần luật sư hỗ trợ và tư vấn thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline đang hiện trên màn hình nhé. Chúng tôi rất hạnh được phục vụ các bạn. Luật sư ích, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.